Em chào tất cả bác. Hôm nay là Hà Nội vừa mưa rất là nhiều, thì độ ẩm nó rất là cao các bác nhé. Độ ẩm nó cao thì các bác nào mà vườn mà có lắp quạt thì bật quạt để cho nó khô cây. Không có được cái tháng này là nó rất là dễ bị thối nhũn ấy. Bị thối nhũn rất là nhiều. Thì các bác bật quạt để cho nó khô, cây nó khô thì nó sẽ đỡ bị thối các bác nhé. Còn hôm nay thì em quay video làm cái mầm gốc, bô cái mầm gốc hôm nọ mà em đã xử lý ấy. Thì cái quy trình của nó thì nó đơn giản các bác, có thể là các bác đã làm rồi thì cái này thì các bác tham khảo thêm nhé. Đây là cái mầm gốc hôm nọ, cái chậu này á, là em đã xử lý cái giá thể của nó rồi. Em đã ngâm nó bằng thuốc muỗi và thuốc ốc để cho nó có cái trứng ốc, có những con ốc sên ấy, thì nó sẽ chết đỡ đi. Ngâm có nghĩa là ngâm cả chậu này vào, ngâm cả chậu. Thì trước khi mà mình ngâm chậu ấy, thì em sẽ đọc lại quy trình một chút. Trước khi mà mình ngâm chậu vào cái chậu thuốc ấy, thì mình phải tưới thật đẫm để cho cái giá thể vỏ thông này nó ướt đẫm các bác nhé. Ướt đẫm khi mà mình, để khi mà mình ngâm vào chậu ấy thì những cái vỏ thông nó không bị nổi lên, và ngâm tưới ướt đẫm cái giá thể để cho cái cây nó hút ẩm, nó hút nước từ cái giá thể, hút nước từ cái giá thể nó vào cây no rồi thì là mình mới cho ra mình ngâm. Thì khi mà mình ngâm thì các bác ngâm cái thuốc muỗi hoặc là ngâm thuốc ốc ấy, để cho trong này nó có những cái con vi khuẩn nào nó sẽ chết đi. Đây như cái chậu này của nhà em thì nó khá là sạch. Các bác thấy cái giá thể của nó khá là sạch, và nó khá sạch thì nó sẽ đỡ ốc sên và đỡ những cái côn trùng. Nó sạch rồi. Thì bản thân những cái giá thể nó sạch như cái này rồi thì mình làm mầm gốc khi mà nó đẻ nó mới sưng á, thì nó sẽ đỡ bị sên ăn, hoặc là đỡ bị những cái côn trùng nó cắn. Đỡ bị hỏng rễ. Bình thường thì các bác nên làm như này một năm khoảng 1 đến 2 lần các bác nhá. Khoảng năm 1 năm 1 đến 2 lần là ngâm cả cái chậu giá thể này vào một cái chậu sát khuẩn bằng Visan hoặc bằng Becone hoặc là bằng thuốc muỗi hoặc là bằng thuốc diệt ốc. Thuốc nào các bác sử dụng quen thì các bác sử dụng, hoặc nước vôi đều ok hết. Quan trọng là mình để xử lý những côn trùng trong này nó chết đi các bác. Thì khi mà mình tưới ướt đẫm này xong rồi mình ngâm cái chậu khoảng tầm độ 10 đến 30 giây. Khoảng 20 giây một chậu. Bình quân là như thế. Các bác ngâm để cho nó ngấm vào những cái giá thể, ngấm hết vào giá thể. Có nghĩa là đại loại tầm 10 giây nó đã ok hết rồi. Với những cái chậu thoáng này 10 giây là nó đã ngấm hết vào tận trong cùng rồi. Thì các bác nhấc ra, các bác treo để khô khoảng tầm độ 10 đến 15 phút. Có nghĩa là mình làm hết cả vườn á. Xong mình để khoảng 10 phút. 10 phút thì mình tưới thông chậu để nó còn dư những cái thuốc mà nó còn ở trong chậu này. Ở trong những cái tít ở giữa nhá, chính giữa ấy, thì nó sẽ trôi hết đi. Mình tưới cho cái giá thể nó trôi hết những cái thuốc đi. Thì xong mình để khô, và ngày hôm sau vẫn tưới thông chậu các bác nhá. Vẫn tưới thông chậu, đến ngày thứ hai vẫn tưới thông chậu. Thì các bác để khoảng tầm độ một tuần thì các bác cho cái phân tan chậm lên. Cho phân tan chậm lên. Có thể cho sau cũng được, cho sau khi mình làm mầm gốc được. Bởi vì khi mà mình ngâm đấy, có thể cây nào nó yếu thì nó sẽ bị sụt rễ, nó sẽ bị dừng đầu rễ, đầu rễ nó không phát triển nữa. Còn như cái cây này của nhà em là em thấy là nó vẫn phát triển bộ rễ bình thường, cây vẫn rất là khỏe và nó không dấu hiệu gì là bị bệnh cả. Đấy, có nghĩa là nó không dấu hiệu dừng, cây vẫn phát triển, ngọn vẫn phát triển bình thường. Thì các bác chọn những cái cây nào bộ rễ ấm chậu khỏe các bác nhé. Thì xong rồi các bác có thể sử dụng thuốc kích ki bằng các loại thuốc nào mà nhà mình có sẵn để mình dùng cho nó hết. Nếu như các bác dùng Kiki Pro thì các bác sử dụng tỷ lệ là 1:1. Hoặc các bác nào mà làm có nghĩa là 1ml nước với 1ml Kiki Pro ấy. Còn các bác nào mà làm loãng hơn, cây nó khỏe, khả năng bật mầm cao thì mình là 1:2. Còn duy xanh thì mình cũng nên pha như vậy, cũng khoảng từ 1:2 đến 1:3. Cũng có thể là 1:10 luôn được. Bởi duy xanh nó đậm đặc. Còn như cái duy đỏ, em dùng duy đỏ, bởi duy đỏ thì là bôi trực tiếp mà. Còn duy xanh thì nó đậm đặc hơn, mình pha ra 1ml nước, 1ml thuốc mà nó pha ra là 100ml nước cơ. Thế nên nó đậm đặc hơn là cái duy đỏ. Duy đỏ này thì nó loãng hơn nên mình có thể bôi trực tiếp được. Thì em sử dụng, các bác sử dụng duy xanh hay duy đỏ, các bác cứ dùng một cái chén như thế này nhá. Đại loại là mình dùng một cái chén sạch. Các bác có thể sát khuẩn cái chén này bằng cách rửa sạch để úp khô, và hoặc là có thể sát khuẩn bằng Visan, sát khuẩn bằng cồn, sát khuẩn bằng một cái dụng cụ đó mà các bác hay dùng. Nhà có cái loại nào dùng loại đấy, đỡ tốn kém, mua thêm nhiều nó rất là lãng phí, mà mình không dùng hết thì không hết hạn sử dụng nó rất là phí. Kể cả như kích ki thế thôi, duy xanh, duy đỏ hay là Kipro hay là các loại thuốc kích ki, các bác dùng loại nào thì các bác dùng các bác nhé. Nhưng em thì
thì hay dùng cái loại Kizui này, nó phổ thông. Thì cái loại thuốc nào cũng thế, các bác cứ mở nắp nó ra và các bác chắt ra một cái chén. Các bác chắt ra cái chén ấy. Chứ các bác không nên là, mình không nên là dùng trực tiếp luôn nhá. Bởi vì khi mà ví dụ mình dùng cái chổi này, mình dùng cái chổi này mà mình dùng trực tiếp ở đây thì cái chổi này nó sẽ có vi khuẩn, nó sẽ nhiễm vào cái thuốc này, thì nó sẽ làm hỏng cái chai thuốc này các bác. Trừ khi các bác dùng phát hết luôn. Thì như em dùng thì không hết, thì em hay chắt nó ra cái chai các bác. Em chắt nó ra cái chai này. Đây em chắt ra cái chai này là có nước này. Thì em hay dùng cái chổi này. Cái chổi này khi mà để em đi bôi mầm gốc. Còn những cái nước, cái thuốc như em dùng duy đỏ dùng trực tiếp luôn, em không pha, em không pha gì cả. Thì các bác dùng cái chổi này, các bác quét cho nó sạch đi một chút. Như bình thường em hay tưới thông giá thể á, thì là cái màng của nó gần như là không có, nó có ít lắm các bác. Cái màng ở trên cái mắt ngủ á, nó đa phần nó có bẩn, nó bị trôi hết rồi. Thì mình cái nào nhà các bác nó bẩn thì các bác dùng cái chổi các bác quét đi, quét xuôi theo chiều cây phát triển nhé, để cho nó, mình không nên quét ngược. Quét ngược thì có thể nó sẽ làm hỏng mắt, mình quét xuôi của nó, quét xuôi theo cái chiều hướng phát triển ấy. Xong các bác quét xuôi xong rồi thường thì các bác nên làm vào buổi chiều, thường nên làm vào buổi chiều nhé. Sau khi tưới cây, mình tưới cây cho mát, nó như kiểu là mình dùng AB ấy. Mình dùng AB thì có nghĩa là mình sau buổi chiều mình tưới cây xong thì mình mới dò AB vào, thì cái này thì các bác cũng nên làm buổi chiều nhé. Đấy, xong rồi mình quét sạch cái đi, xong rồi mình nhúng nó vào. Mình như các bác nào mà với những cái chậu nào mà nó bẩn ấy, thì các bác phải tưới để cho nó thông sạch giá thể đi, xong mình làm để cho nó tránh cái trường hợp là bị côn trùng như ốc sên này các loại khác nó ăn. Thì xong các bác nhúng những cái này vào, các bác bôi trực tiếp lên thôi, chả sao cả. Bôi trực tiếp lên, bôi trực tiếp lên lên mắt của nó. Sau khoảng tầm độ mình chỉ bôi một lượt thôi các bác nhé. Sau khoảng tầm độ 7 ngày đi, khoảng 7 ngày, 7 ngày đến 10 ngày mà mình không thấy cái dấu hiệu gì nó thay đổi á, thì các bác có thể là nhắc lại thêm một lần nữa bằng cách là pha loãng nó hơn bằng một nửa lúc trước. Ví dụ như là các bác pha Kipro 1:1, có nghĩa 1ml nước với 1ml Kipro ấy, thì các bác lần này pha là 1:2 loãng hơn. Dùng duy đỏ thì mình sẽ, bây giờ mình dùng trực tiếp, nhưng sau khoảng 10 ngày mà mình không thấy nó có dấu hiệu gì cả thì mình nhắc lại nó một lần sau khoảng 7 ngày đến 10 ngày, để có nghĩa là mình nhắc lại một tỷ lệ loãng hơn để cho cái cây nó bật được mầm lên. Khi nó bật mầm lên rồi mình cảm thấy nó phát triển chậm thì mình sẽ sử dụng AB các bác nhé, giữ chất AB. Tầm tháng 7 này các bác làm thì đến cuối năm nó sẽ được khoảng tầm 20 cm, nên là cũng rất là đẹp để mầm nối các bác. Một năm thì như em thì em nghĩ là chỉ làm một mầm một lượt thôi, nhưng bác nào cây nào khỏe thì mình có thể làm để nối 2-3 lần. Cây nào khỏe to thì mình có thể để nối 2-3 lần. Nhưng còn tầm tháng 6 tháng 7 thì mình âm lịch, tháng 6 tháng 7, dương lịch tháng 7 tháng 8, mình có thể làm để nối mầm gốc rồi. Thì chúc các bác trong cây thật là tốt. Sau khi mà mình nhắc lại, thường tối đa là mình nhắc lại 2 lần nhé. Có nghĩa là một lần bôi trực tiếp là lần này này, 2 lần sau, nếu có nghĩa là sau khoảng 10 ngày mình chưa thấy gì mình làm thêm một lần nữa, và sau khoảng 20 ngày mà mình chưa thấy gì nữa thì mình làm thêm một lần nữa, thế thôi các bác nhé. Còn nếu mà nó không lên thì mình nên kiểm tra lại cái thuốc của mình, có thể là chất lượng thuốc kém, hai là có thể cây nó yếu, nó không thể lên được mầm gốc, các bác không nên làm. Thì các bác chỉ nên nhắc lại 2 lần thôi, nhắc lại nhiều quá, mình làm nhiều quá mà nó cây nó không lên được mầm á, thì nó sẽ rất dễ bị cháy mất cái mắt này. Thế nên mình phải để đến sang năm, mình không làm để nối được, mình để sang năm mình làm mầm gốc nhé, thì nó ok hơn các bác. Còn không làm quá, nhắc lại không quá 2 lần, một lần làm trực tiếp và 2 lần làm nhắc lại, không làm quá 3 lần. Nếu mà mình làm quá thì nó sẽ dễ bị cháy mắt, thì các bác nên cân nhắc các bác nhé. Còn các bác muốn có mà thắc mắc hoặc tư vấn thêm về cái loại nào thì các bác cứ liên hệ bên em. Còn những cái mà dạng như kiểu là làm mầm gốc này thì gần như nó rất là dễ, các bác gần như chỉ bôi vào, dùng duy xanh phun vào là nó cũng có thể đẻ mầm được. Nhưng cái là mình nên cái điều quan trọng nhất trong cái quy trình làm để nối mầm gốc hay làm mầm gốc ấy, thì các bác nên xử lý cái giá thể của nó đi, xử lý cái giá thể nó đi trước để cho cái giá thể của nó sạch, nó sẽ đỡ cái con côn trùng ở trong này, và nó khi mà đỡ côn trùng thì nó sẽ đỡ ăn những cái đầu rễ, và khi mà mình làm lên mầm gốc thì nó cũng sẽ đỡ ăn mầm gốc, chẳng hạn như vậy. Cái thuốc ốc sên các bác có thể pha ra, các bác ngâm với những cái chậu này cũng rất là ok với những cái lần mà mình chuẩn bị làm mầm gốc. Khi mầm gốc có to như thế này rồi thì sên nó không được nữa, nhưng cái lúc nó mới nhú lên nó bé bằng cái này ạ thì nó sẽ rất dễ bị ăn. Thì các bác cũng nên xử lý cái giá thể, nó là quan trọng nhất trong cái quy trình mà mình cần phải làm mầm gốc, hoặc là mình làm mầm gốc đầu năm, hoặc là làm mầm gốc để nối, thì cái xử lý giá thể để giá thể nó sạch các bác là quan trọng. Còn giá thể nó quá bẩn rồi thì các bác nên thay cái giá thể đi, thì giá thể nó sẽ sạch hơn, và mình tưới thông thoáng. Như cái chậu này của em các bác thấy là nó rất là sạch.
gần như là các bác nhìn thấy cái giá thể này của nó rất là sạch, nó không có rêu, không có cỏ, không có những cái mạt, không có những cái quá bẩn, thì mình tưới thông chậu nó sẽ rất là dễ các bác. Thì các bác tham khảo thêm, có cần tư vấn thì các bác liên hệ bên em các bác nhé. Em cảm ơn tất cả các bác, em chào các bác.